Là các bạn nhìn này, hôm trước thì mình đã đi qua cái phần nét rồi, cái phần nét xoắn rồi, nét thẳng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi nốt những cái phần còn lại, ví dụ đây là nét đường cong này. Thực ra là trước đây thì phiên bản CS5 thì nó vẫn còn rất nhiều tác dụng, nhưng mà bắt đầu từ những cái phiên bản đời mới thì cái này nó bớt tác dụng đi và gần như là nó ít khi dùng lắm. Ví dụ như là các bạn nhìn này, cách vẽ thì các bạn sẽ chọn vào đây và vẽ ra. Đây là cong sang phải này. Đồng thời bạn giữ nguyên chuột thì bạn có thể cong sang trái này, lên trên này, nhìn chưa? Đấy, cách vẽ rất là đơn giản, chỉ còn vẽ ra và tạo ra đường cong như thế. Cách thứ hai là khi mà bạn vẽ ra và bạn đồng thời với giá trị là bạn ấn nút lên trên của bàn phím thì tự khắc cái số cong nó sẽ cong hơn, hoặc ấn nút xuống dưới bàn phím thì nó cong ngược lại. Đấy, nhớ một điều rằng là khi vẽ thì chúng ta phải giữ chuột. Giữ chuột thì nó mới làm được điều này, còn nếu không thì chúng ta sẽ không làm được. Ok, vậy thì cái cách bình thường thì cái này nó sẽ tạo ra những cái dạng như là bố cục để chúng ta có thể tạo ra những phiên bản, ví dụ nó cắt nha. Đây, thể ấn xuống dưới lên trên này. Đó, nhìn thấy chưa? Các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ được nhảy. Và trong quy trình khi tạo đường cong thì thầy đã cũng tạo ra một điểm mà từ đây đến đây dài hơn, và từ tự nhiên kéo lên nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ tạo ra nhảy cho chúng ta luôn. Và sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ cắt dao giữ nét được hình kết quả. Dùng công cụ Shift F7 và chúng ta cắt dao thôi. Đây là những công cụ nó khá là phụ nên là các bạn nhìn này. Và sau khi cắt dao xong thì đối tượng tồn tại dạng group, thì là chúng ta sẽ ungroup ra, thì đây là đối tượng hình của chúng ta đã được cắt ra. Và tất nhiên là sau khi cắt ra thì xong thì các bạn hãy chọn sắc độ và chúng ta sẽ đổ màu cho đối tượng. Ví dụ trong phần này thì mình có thể đổ một cái màu. Cái này thì có thể đổ màu đậm hơn, cái này thì mình sẽ đổ màu đậm hơn một chút xíu. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn màu đậm hơn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ để cái màu nó sáng hơn như này thì tự khắc chúng ta sẽ làm ra thiết kế. Nhưng bản thân thì cái này nó sẽ không bao giờ bằng hình tròn được. Nếu phải nói bố cục đường cong đơn thì hình tròn nó đứng ở vị trí số 1 luôn. Nói chung là không đối tượng nào mà có thể địch được cái đấy, bởi vì là bản thân của hình tròn nó đã tạo ra một cung tròn và nó rất là tròn trịa. Có nhiều người thì dùng pen, nhưng mà cái pen của mình, cái đường cong của mình không bao giờ đẹp được, không bao giờ tròn trịa và đầy đủ được, thì thường thường hình tròn nó sẽ làm được điều đó. Tiếp theo, cái công cụ thứ hai mà thầy muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái công cụ này. Công cụ này là một trong những công cụ tạo lưới để chúng ta làm những nịch biểu công tác. Ví dụ sau này mà chúng ta bảo là em thiết kế cho anh một cái nịch biểu công tác thì có thể dùng cái này. Các bạn có thể vẽ trực tiếp vào đây. Trong quá trình khi vẽ thì các bạn sẽ ấn nút sang phải. Các bạn nhớ nhé, ấn nút sang phải này. Chúng ta ấn nút sang phải là tăng số cột, và sang trái là bớt số cột. Lên trên, xuống dưới, và tăng thế nào cho nó phù hợp thì đấy tùy theo cái cách thức của khách hàng ở đây yêu cầu thôi. Ví dụ bạn vẽ qua nhà, thế là chúng ta đã có một cái khung tên để chúng ta có đánh được những cái thông số kỹ thuật của chúng ta mong muốn. Thì bạn nhìn này, sau khi vẽ xong bạn có thể được quyền tích đúp vào. Có nghĩa là đây là một đối tượng group nhé. Nó tồn tại bởi hai dạng là chuột phải chọn vào ungroup. Lúc này cái nét của chúng ta nó từng nét riêng được. Và đây là hình, nó có nét và hình. Và lúc này các bạn có thể cầm đối tượng này đẩy sang trái. Đây là cột số thứ tự này. Đây là phần nội dung tên này. Đây là đánh mô tả chú thích này. Và cuối cùng là trực chiếc các thứ thì là các bạn làm nhảy. Và cũng có thể là khi mà đã chọn nhảy xong thì mình có thể cầm đối tượng này kéo xuống dưới để nó có thể ngắt quãng như này được. Và cái này có thể ngắt quãng như này được. Các bạn nhìn nhau. Có nghĩa là cái này thiên về vẽ nịch biểu công tác cho các bạn. Tiếp theo, khi mà mình còn có cái thứ hai nữa là khi mà bạn làm ra một quyển catalog về cho một cái sản phẩm điện tử thì thường thường là chúng ta sẽ tạo ra những cái biểu tượng cột này để chúng ta đánh cho nó dễ dàng hơn. Ví dụ như là chúng ta nhảy nhìn các thông số như RAM, chip bao nhiêu đi thì bạn có thể chọn nhảy và đánh nó sẽ không bao giờ trượt được, và tránh trường hợp là khách hàng người ta nhìn nhầm, bởi vì nhiều thông số quá thì chúng ta có thể nhìn từ đây chéo chéo xong cái này thì cũng không lên. Và thường thường đối với một cái tư duy mà dành cho những đối tượng mà nhiều tách ấy, thì thường thường là thầy hay làm nha. Vẽ cái cột ra, sau đó cho nó một cái màu. Cái màu này thì chúng ta sẽ để một cái màu ghi nhẹ. Trắng ghi, chúng ta sẽ chọn vào đây.
Ctrl D chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, cách ghi là nó sẽ nhảy. Đối với tất cả những cái gì liên quan đến tất cả thông số mà nhiều chữ mà nó cứ dòng trên, dòng dưới, dòng trên, dòng dưới, dòng dưới thì các bạn hãy chọn cho tôi là trắng ghi. Bởi vì đây là 104GB mà thậm chí là ở trên website ấy, khi người ta đăng tin, những cái tin mà cái tin gọi là cho thuê nhà các kiểu ấy, thì Việt Nam ấy, thì thường thường chúng ta hay bị nhầm là khi xem từ trái ấy, đi từ trái này, kéo mắt sang bên tay phải thì nếu mà là trắng hết thì đôi lúc nó nhầm dữ rồi. Nên tránh cái việc mà nhập như thế thì người ta sẽ để miếng màu ghi xong rồi trắng ghi trắng thì chúng ta sẽ nhìn rất là chính xác. Đấy là 104GB gọi là tư duy thông minh cho một cái thiết kế mà sau này các bạn làm online này các bạn sẽ phải làm như này. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ đến cái công cụ cuối cùng. Thì hôm trước thì chúng ta rất là vất vả trong cái chuyện là tạo ra những cái tia mặt trời, thì riêng cái công cụ cuối cùng là cái cách chia độ mà cách tốt nhất, cái này là làm tốt nhất này các bạn nhìn này. Quét qua và giữ chuột ấn nút lên trên là tăng số cho hình tròn, ấn nút xuống dưới là giảm hình tròn, và sang phải. Đấy nha, bạn lúc này là chúng ta không cần phải quan tâm là chúng ta chia bao nhiêu, 90, 45 gì cả. Ok, chúng ta cứ chia như này là chắc chắn chuẩn rồi. Và nhớ một điều rằng khi chia mà để đủ số tia như này ấy, thì ở đây nó có một cái kinh nghiệm như sau. Đó là cái cạnh này, nó phải thẳng tưng với cạnh này, thì có nghĩa là mỗi cái miếng này chúng ta sẽ đủ rồi. Còn trường hợp mà cái này mà nó hơi chéo so với cái này thôi, thì các bạn nhớ một điều rằng chắc chắn là khi bạn là cắt dao nó sẽ bị không đủ về số cạnh cho các bạn về tia mặt trời được. Nhìn này, sau khi đã làm xong, đối tượng này tồn tại dưới dạng group nên là chúng ta ăn group ra, và ở ngoài chúng ta sẽ phóng to cái này ra một tí. Chúng ta giữ shift, chúng ta giữ an để đồng tâm đồng dạng nhé. Đây là nét, còn đây là hình, cắt dao giữ nét và hình bằng công cụ shift 37. Lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cắt dao thôi, ấn vào đây một cái thì tự khắc là chúng ta sẽ có được điều mà chúng ta mong muốn, và lúc này chúng ta sẽ tách đối tượng đó ra bằng ungroup, và lúc ngoài chúng ta chọn phím ma, chúng ta quét qua đây một cái thì chúng ta sẽ xóa đi, hoặc là chúng ta có thể chỉ thẳng vào vị trí này và chúng ta xóa đi, chỉ thẳng vào vị trí này xóa đi. Lúc này bạn yên tâm một điều rằng cái tia mặt trời của chúng ta nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta chia được nhiều hơn, không phải tính toán về đau đầu nữa. Làm dần dần thì đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu về cái cách thức thôi, còn về sau thì càng làm thì chúng ta sẽ càng nhanh hơn, bởi vì những cái công nghệ này thì đã có sẵn rồi. Đấy, bạn nhìn nhá, nó sẽ chia đủ cho chúng ta luôn, và đây là cái tia mặt trời, thầy thấy rằng nó sẽ ổn nhất. Đấy, xong. Đấy, cách tia mặt trời, chia tia mặt trời là cách này là chuẩn rồi. Tiếp theo, bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho bạn tiếp theo đến một cái công cụ nữa, đó là công cụ về hình cơ bản. Các bạn ghi đi hình cơ bản trong thiết kế. Mọi người ghi đi hình cơ bản trong thiết kế. Và tất cả những cái hình mà chúng ta mong muốn đó là hình tròn này, hình vuông này, hình vo góc này, hình tròn này, hình polygon là hình đa giác này, hình ngôi sao, và biểu tượng cuối cùng là biểu tượng tia mặt trời để chúng ta nhấn nhá trên thiết kế. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua hình vuông, và cũng giống như là nét thôi, chúng ta sẽ học đến cách vẽ hình vuông như sau. Đây là một trong những cái bài mà trọng điểm để khi mà chúng ta học về tất cả bố cục về tư duy tương đối thì chúng ta đến đây. Ví dụ khách hàng bảo là yêu cầu là em thiết kế cho chị một cái tờ rơi, thì chắc chắn là chúng ta phải biết kích thước, và kích thước là chúng ta không thể áng chừng được, mà chắc chắn là chúng ta phải đánh ra. Ví dụ trong đây, cách đánh đầu tiên là bạn tích thẳng màn hình và tự gõ cho nó một cái thông số kỹ thuật, ví dụ một chiều là 9, một chiều là 5.5, ví dụ như này. Có nghĩa là ở ngoài hàng ấy, ngoài hàng thiết kế đấy, khi mà người ta làm cho các bạn ấy, người ta làm rất là nhanh, bởi vì nó đặt các thông số hoặc là nó sẽ đi như này. Ấn Enter ra thì các bạn đã có một cái form dáng của một cái card visit, và bạn yên tâm điều rằng chắc chắn là cái này là thiết kế trong đây là chuẩn rồi, và in ra nó chỉ trong đây thôi nha. Phần thứ hai, đối với dân thiết kế thì tất nhiên là tất cả kích thước thiết kế thông dụng bạn phải nắm được, ví dụ tờ rơi là bao nhiêu, tờ gấp bao nhiêu đấy, thì chúng ta phải đi tìm hiểu. Nếu chúng ta chưa tìm hiểu được thì chúng ta lấy thước, chúng ta đo, đi tìm tất cả những cái tờ rơi, tờ gấp thì chúng ta mang về chúng ta đo là được. Tiếp theo, cách thứ hai là khi mà bạn vẽ ra một đối tượng, có nghĩa là lúc này cái kích thước của chúng ta chưa chuẩn. Các bạn sẽ nhìn thấy kích thước chưa chuẩn thì chúng ta có thể dùng cái công cụ là Shift F7. Shift F7 để đánh
đánh kích thước của đối tượng. Lúc này thì chúng ta sẽ có ba cái bảng, bảng thứ nhất là bảng căn chỉnh, bảng thứ hai là bảng Pathfinder và bảng thứ ba là bảng Transform. Thì trong cái bảng Transform này thì ở đây nó có kích thước rồi, các bạn nhìn chưa, chúng ta tự đánh. Và nhớ một điều rằng là đánh kích thước của từng cạnh này thì chúng ta phải bỏ cái này ra và chúng ta gõ vào đây là một chiều là 9, một chiều là 5.5. thì bạn yên tâm một điều rằng cái này sẽ rất là chính xác, được chưa? Có hai cách đánh. Cách đánh đầu tiên là bạn chọn là tích thẳng màn hình thì bạn tự gõ. Cách đánh thứ hai là vẽ xong rồi mới đánh. Thì trong khi gõ xong rồi mới đánh thì các bạn nhớ một điều là phải phá khóa cái này ra để chúng ta thay đổi từng chiều. Còn nếu mà chúng ta bật cái khóa này lên thì thay đổi một chiều thì chiều khác sẽ thay đổi theo. Ví dụ như 15, Enter. Thì cái này nó tự nhảy cho các bạn với tỷ lệ đồng dạng. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy trong trường hợp nào là sử dụng cái mở khóa và đóng khóa? Thì các bạn nhớ một điều rằng sau này có những bản thiết kế chúng ta dài 2m, 3m, 4m, 5m. Nhưng đừng quá 10m là được. Bởi vì 10m thì cái thông số mà của chúng ta không làm nổi. Đối với những phiên bản mà 5m dành cho thiết kế trên nút thì bạn sẽ thiết kế bằng 1/10 nếu phiên bản đó không có giá trị của ảnh. Có nghĩa là toàn bộ là vector và vẽ trực tiếp từ đây. Ok, thì chúng ta thiết kế bằng 1/10. Còn nếu mà chúng ta thiết kế bằng có ảnh thì chúng ta sẽ thiết kế bằng 2/3 hoặc ít nhất là bằng 1/2. Nhưng nó cũng chỉ giảm được từ 5m thì xuống 2m rưỡi thôi, chứ cũng không thể giảm hơn được nữa. Các bạn giảm hơn nữa thì nó sẽ in ra, nó sẽ vỡ hình nhá, các bạn nhớ nhá. Và khi thiết kế xong thì nó sẽ xuất ra một cái file, đó là file PDF. Và file PDF thì nó sẽ lấy qua Photoshop thì nó tăng độ phân giải lên từ 300 đến 600 và tự khắc nó gấp đôi. Và như vậy là cái in vẫn bình thường. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Không nên làm quá nặng, bởi vì làm quá nặng đến nó ảnh hưởng đến cái việc mà thứ nhất là các bạn gửi mail, các bạn gửi email ấy, gửi file cho khách hàng người ta không gửi được bởi vì file nặng quá. Các bạn hiểu cái này chưa? Tiếp theo, trong cái phần Transform của chúng ta thì nó có một cái phần tính năng rất hay, đó là gì? Khi mà các bạn có những biểu tượng chiều dài, chiều rộng này, các bạn có thể ấn vào dấu cộng là shift cộng. Ví dụ như là 14.5, có nghĩa là em sẽ cộng thêm 14.5 bởi vì khách hàng người ta yêu cầu. Cũng có thể là lý do là từ cái sản phẩm đó, và cũng có thể lý do là người ta thích con số đó. Thì bạn nhìn là đánh 14.5 thì chúng ta ấn Enter phát tự khắc nó nhảy lên. Nó tự nhảy cho các bạn, chứ không cần phải chúng ta cộng trừ nhân chia, bởi vì trong cái tính năng đánh kích thước này nó có tính năng cộng trừ nhân chia. Các bạn hiểu cái này chưa nào? Nên thường thường để muốn nhanh thì chúng ta sẽ tiết kiệm mặt thời gian, đây chỉ là thông số thôi. Tiếp theo, sau khi đã hiểu về mặt kích thước và đánh kích thước rồi thì bây giờ chúng ta xào về cái cách là cách chia. Các bạn ghi đi, cách chia hình vuông. Cách chia hình vuông, để muốn chia hình vuông thành những hình bằng nhau chúng ta sẽ chọn vào đối tượng đó và chọn vào object, chọn vào path và chúng ta sẽ chia nó ra. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là cách chia. Khi mà các bạn sẽ chọn vào đây xong thì tự khắc chúng ta sẽ có số cột của chúng ta thôi. Đây là số cột theo chiều nằm dọc. Bạn nhìn nó chia làm đôi chưa? Nó sẽ chia đôi cho các bạn. Ấn vào đây thì nó sẽ chia 3 cho các bạn. Và tất nhiên là chúng ta có thể chia nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta chia như này. Nhiều không ạ? Đó. Thì đây là cái cách chia. Và nhớ một điều rằng khi cách chia như này chúng ta sẽ lợi dụng về một cái tính năng rất là quan trọng trong phần thiết kế đồ họa. Đó là thiết kế theo ô lưới và theo cột. Có nghĩa là tất cả những cái thiết kế hiện tại trên thị trường bây giờ ở nước ngoài, người ta thiết kế theo ô lưới như này thì luôn luôn là đạt được giá trị là tốt nhất rồi. Đây các bạn nhìn này, chúng ta đã học được một cái phiên bản đó là thiết kế theo ô lưới và theo tỷ lệ 1/3. Từ website đến tất cả những thiết kế khác. Ví dụ sau này thì chúng ta sẽ thiết kế như sau, Ctrl C, Ctrl F này, chúng ta thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại xong, bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Từ đây cho đến đây chính là phần lề của thiết kế, có nghĩa là nó sẽ không bị giáp danh ra ngoài để chúng ta xén vẫn là bị vào. Luôn luôn nội dung sẽ nằm trong cái ô này. Và cái ô này các bạn nhớ một điều rằng đặt một cái ảnh bằng tỷ lệ 2/3 là như nào, đặt 1/3 như nào thì tôi sẽ chia cái này ra luôn. Tôi sẽ chọn object, tôi chọn vào path và tôi chia cái đối này tượng này. Các bạn sẽ nhìn đi, chia đôi, chia 3,
chia 4, chia 5, chia 6. Các bạn nhìn em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và ở đây nó có khoảng cách giữa các cột với nhau thì tôi sẽ chọn vào đây. Tôi để 0.3, 0.4. Và sau khi làm xong thì tôi đã có một cái ô được gọi là chia cho đối tượng của chúng ta. Tôi sẽ ấn vào Ctrl G và tôi đẩy cho nó giá trị là M thôi, 10, 20. Mọi người nhìn này chưa? Và sau khi làm xong thì bây giờ tôi hỏi rất là đơn giản nhé. Bây giờ để muốn đặt ra một giá trị mà thiết kế mà theo kiểu tỷ lệ 1/3 thì tôi chỉ cần vẽ một cái ảnh này, từ đây này. Ví dụ từ đây này, tôi vẽ vào lên đây. Thì bạn yên tâm một điều rằng cái này luôn luôn bằng 1/3. Và 1/3 thì bao giờ cái ảnh của chúng ta đặt là tỷ lệ vàng rồi thì chúng ta chỉ cần ấn vào biểu tượng là file, chúng ta paste vào. Và tất nhiên là đã đặt cho nó một cái ảnh thì chúng ta sẽ chọn My Computer, chọn OE, chọn vào thư viện ảnh. Sau này chúng ta sẽ làm quen và làm quen với thuộc tính này, chúng ta cứ làm thôi, làm chắc chắn nó sẽ dễ đẹp hơn. Vì tỷ lệ là tỷ lệ vàng rồi. Ok, chúng ta chọn vào đây. Cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và can cho số 7 thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có được cái điều mà chúng ta mong muốn. Tích nút vào đây. Đây là thiết kế theo cột và ống lưới nha, nhìn thấy chưa? Sau khi đã làm xong chúng ta chọn một cái tách. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chọn vào đây là tôi ấn Ctrl 2. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái tách. Tôi drag vào vùng như này. Thì bạn nhìn này, cái tách này cũng là nó nằm ở vị trí này như sau. Ctrl Shift N là căn trái, Ctrl Shift R là căn sang bên phải, Ctrl Shift C là căn vào giữa và Ctrl Shift Z là căn đều. Và thường thường căn đều thì các bạn sẽ thấy rất là ngắn lắm. Khi bạn làm một tờ báo, tờ rơi, rồi sau này tạp chí, các bạn sẽ dính cái việc này rất là nhiều. Từ tạp chí catalog các kiểu là chúng ta sẽ chia theo kiểu như này, chia theo cột. Và tất nhiên là sau khi làm xong đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái cột nữa nằm ở đây, chúng ta sẽ tích vào đây một cái nữa. Và tất nhiên là sau khi đã có tách xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi sẽ có một cái ô ảnh nằm ở vị trí này chẳng hạn. Có nhiều người thì người ta sẽ làm thiết kế theo một cái tờ rơi như thế này. Nhưng nó đặt ở một giá trị đó là an toàn. Chúng ta chọn file, chúng ta chọn vào plate. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Mọi người nhìn thấy chưa? Cách người ta tận dụng cái việc mà chia đối tượng ô vuông ấy thành những cái cột thì nó là chính là như này. Và các bạn sẽ thấy là rất là đồng điệu. Và thường thường khi thiết kế thì người ta sẽ để là một này, một từ, hai từ, ba từ, bốn từ. Đối với chiều hàng ngang chúng ta sẽ để 7 từ. Và số dòng thì chúng ta chỉ để khoảng 5 thôi. Thường thường để muốn theo nghiên cứu của cái việc mà để cho dễ đọc thì nó sẽ gồm có 7 ký tự và phần thứ hai là có 5 dòng. Vậy thì 5735 thì nó chỉ có 35 đến 42 từ trên một đoạn text thì cái người đọc nó mới dễ nghe và dễ đọc, nên chính vậy chúng ta có thể ngắt dòng. Các bạn nhớ nha, cái này là nghiên cứu có sẵn rồi, chúng ta chỉ đặt vào đây. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thêm một cái text nữa, đó là text tiêu đề. Và luôn luôn là cái text tiêu đề trong văn bản thì thường thường bao giờ nó cũng phải đặt một cái kích cỡ nhất định. Khoảng cách nhá, từ đây cho đến đây bao giờ cũng sẽ phải xa hơn cho từ đây đến đây đến đây đến đây đây. Cái này là một cụm, cái này là một cụm, nên khoảng cách giữa các dòng này không thể để bằng nhau được, có nhiều người cứ để như này. Em hiểu cái này chưa? Thì không lên, chúng ta hãy để cao lên một tí. Và phần thứ hai là chữ của chúng ta cũng có thể là bằng 1/2, nhìn thấy 1/2 chưa? Ok, sau khi làm xong thì chúng ta cũng có thể chọn vào đây và chúng ta kéo cái này xuống dưới một tí nữa. Ví dụ cái text này chúng ta không nên cho nhiều này, chúng ta sẽ để tầm này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ đặt một cái text nữa vào đây rồi là xong. Mọi người nhìn thấy cái tiêu đề chưa? Tiêu đề chữ bao giờ cũng phải là chính, còn mô tả thì là phụ. Có nghĩa là khi người ta đọc cái chính rồi người ta thấy hay thì người ta mới đọc cái phụ. Chứ chả có lý do thì mà tự nhiên các bạn làm cái này to đùng. Và tất cả những cái kích cỡ như thế này thì các bạn phải cùng thống nhất cho tôi một kiểu. Từ catalog đến tạp chí thì những cái này sẽ là một kiểu. Nó có nghĩa là nó có một cái style chung cho kích cỡ. Và cái này nếu mà để muốn đánh đổi được cái vấn đề là thầy ơi vậy thì như vậy nó có hợp lý không, thì chúng ta sau khi làm xong chúng ta cứ in đen trắng cho thầy một cái. In đen trắng. Và tất nhiên là in đen trắng thì chúng ta sẽ mất khoảng 1.000 đồng. Nhưng 1.000 đồng đánh đổi lại là cái phông chữ chúng ta to hay nhỏ thì chúng ta có kinh nghiệm.
Còn có những người thì bảo là đến lúc mà làm cho khách hàng rồi chúng ta làm rất đẹp nhưng in ra thì chữ thô quá nhá. Ok, thì đây là cái cách chia. Tiếp theo, vậy cái chia độ đấy của chúng ta nó có giúp ích cho chúng ta cái gì? Đó là tạo nó bố cục. Các bạn ghi cách thứ ba là tạo nó bố cục. À, mọi người đã từng làm một cái phiên bản là giữ sheet, tôi chọn vào đây rồi. Nhìn chưa? Và tôi chọn một cái màu vàng cho các mọi người nhìn này. Lần trước thì chúng ta đã rất mất công trong chuyện là dùng lệnh là cứ copy rồi hình vuông xong bên tay phải, xong bên tay trái. Nhưng cái này không. Chúng ta chọn object, chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào chia độ. Đây, chia rồi. Số 1 của thằng A. Các bạn nhìn nha, tôi có 6 ô. Tiếp theo tôi sẽ chia 6 ô tiếp theo. Nhớ. Và lúc này tôi tính được khoảng cách của nó, tôi tích một cái vào đây và tất nhiên tôi tích một cái vào đây là xong. Câu chuyện của chúng ta đã có ô chính xác. Và mỗi một cái này là mô làm nhanh hơn nhiều so với việc mà em cầm em kéo copy ra. Mà copy ra chắc gì đã đều được nhau như này đâu. Dòng trên và dòng dưới khe này nó cũng đều nhau luôn. Và lúc này sau khi làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta phải tạo ra những cái cảm xúc về thò ra thụt vào có thể là như thế này. Cách tạo hình thì nó có nhiều kiểu, cũng là một cách này nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ cầm tôi kéo xuống đây. À, có những người thì thích cái kiểu như này. Tôi sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4, chọn 5, chọn 6, chọn 7, chọn 8, chọn 9. Vậy thì ví dụ những cái này tôi vứt hết đi. Cái này tôi vứt hết đi. Nhưng sau đó tôi lấy một cái này tôi phóng to ra. Nó vẫn là bố cục đấy, nhưng mà thực ra nó lại có to nhỏ khác nhau. Chứ lại không cho ảnh chui vào nó lại nhiều một kiểu được. Đấy, đấy là cái cách. Và tất nhiên là sau khi làm xong đây thì bạn hãy dùng cho tôi cái lệnh đó là Ctrl số 8 Object Compound Path và chọn là Ctrl 8 là biến những cái đối tượng rời này trở thành một. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ quét qua toàn bộ đối tượng lần thứ hai thì chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào Compound Path và chúng ta chọn vào Ctrl 8 lần thứ hai. Thì lúc này các bạn yên tâm một điều rằng chúng ta chọn vào File và chọn vào Ctrl D và copy thôi. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng một cái bánh. Chúng ta sẽ quét qua toàn bộ đối tượng cái bánh đó và cho xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vuông và chọn vào đây và Ctrl số 7. Các bạn nhìn thấy chưa? Và cũng tương tự như vậy với cái này, chúng ta chọn vào đây, chọn vào Ctrl Shift P và chúng ta sẽ cầm vào đây. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta sẽ kéo vào đây. Cho xuống dưới tất cả và chúng ta chọn vào đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Mọi người nhìn thấy chưa? Cũng vẫn là bài hình vuông nhưng mà cách tạo hình nó đã khác nhau lắm rồi. Tiếp theo, với cái bài hình vuông đấy thì chúng ta làm được cái gì tiếp? Đó là chúng ta trang trí góc của thiết kế. Ví dụ thường thường là chúng ta đã làm cái góc thiết kế rồi đây. Thay cho việc mà hồi xưa thầy đã dạy cho các bạn bài đầu mà chuyển độ ấy, thì bây giờ mình không cần chuyển độ nữa. Chọn ở đây thôi, chọn màu trắng. Sau đó chọn Object, chọn vào Path và chọn vào chia độ. Với cái này bạn yên tâm điều là chúng ta cứ chia thôi. Chia số 6 và cái này cũng 1, 2, 4, 5, 6. Ok, xong. Thứ ngoài bây giờ việc của bạn là chỉ việc chọn vào đây, gõ vào đây cho tôi là 80%, 90%. Hai cái này thì bạn sẽ chọn cho tôi là 70%. Đấy, bây giờ thì tính rất là dễ dàng, không cần phải. Hai cái này chúng ta sẽ chọn là 50%. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào 30%. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào 10%. Và tiếp theo chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây và chúng ta gõ vào 5%. Có nghĩa là thực ra bây giờ đến lúc mà chúng ta làm thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta xóa dần đi. Chúng ta xóa dần đi. Và chúng ta xóa dần đi. Chúng ta quét qua đây, giữ shift và chúng ta xóa đây, chúng ta xóa đây. Các bạn nhìn đi nhá. Cách chia như này thì nó rất là chính xác. Cực kỳ chính xác luôn. Hiểu không ạ? À, tiếp theo, cũng tương tự như với cái bài hình vuông chia đấy thì chúng ta có thể tận dụng nó về để làm mặt nạ trong thiết kế. Mặt nạ trong thiết kế của chúng ta là gì đây? Mặt nạ trong thiết kế của chúng ta là cái này. À, tôi sẽ chọn vào File và tôi chọn vào Blade và tôi chọn một cái ảnh trước cho các bạn xem. Thank you.
Ok, chúng ta sẽ chọn cái này. Tôi vẽ là một cái biểu tượng bên tay phải cho các bạn. Và sau khi vẽ xong thì tôi sẽ đặt vào vị trí tôi cần thiết. Lúc này sau khi đã làm xong, tôi sẽ dùng cái hình vuông tôi vẽ vào trước đã. Các bạn có thể dùng hình vuông thì dùng hình nhật tùy các bạn nhá. Chọn màu trắng. Và lúc này chúng ta sẽ chia cái đối tượng này ra bằng cây lệnh object. Chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn là chia ra. Cách này là gọi là tạo ra hình rất là nhanh. Ví dụ tôi thích vào đây. Và tôi thích vào đây. Số ngang, số 6. Và tất nhiên là sau khi chọn xong này thì bạn có thể tạo ra cái khe của nó. Nếu cái khe là lớn quá thì bạn có thể đặt là 0.05. Thì là khe của các ô. Và tất nhiên tôi copy bên từ bên này và paste sang bên này, bạn sẽ thấy nó rất là nhanh. Sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ chơi một trò như sau, là tôi quét qua tổng quan toàn bộ cái màu trắng đó. Và tôi ấn vào Ctrl X. Bắt đầu tôi làm mặt nạ cho chính cái ảnh này. Nào các bạn nhìn này. Tích đúc vào đây thì nó là mặt nạ đen, thì có phải ấn vào Ctrl Shift V thì có phải là mặt nạ trắng ra. Thì hình màu trắng mà. Lúc này tôi sẽ được quyền quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng và tôi xoay biểu tượng này đi. Thì bạn yên tâm một điều rằng lúc này chúng ta tạo hình rất là dễ dàng, không phải cắt dao cái giết làm gì cho đau đầu. Làm nhảy cho nhanh. Hiểu không ạ? Làm rất là nhanh luôn, và thậm chí là khi đưa vào đây thì bạn có thể được quyền điều chỉnh sắc độ là 20%. Cái này chúng ta có thể là chọn là 70%. Cái này chúng ta sẽ chọn vào 40%. Cái này chúng ta sẽ chọn vào 80%. Cái này chúng ta sẽ chọn vào 10%, 20% gì đấy. Cái này tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là chọn 30%. Mọi người nhớ nhé, cực kỳ chủ động. Và thứ hai, cái này nó cũng có một cái rất thích là khi mà chúng ta chọn vào đối tượng này thì các bạn sẽ thấy là xuất hiện ra các biểu tượng là điểm chốt, mà tôi sẽ chọn chốt 1, chốt 2 này. Các bạn sẽ cầm kéo đi để cho nó, có nghĩa là mình tạo hình cho nó điệu đà lên. Tôi thích vào đây một cái, tôi thích vào đây một cái thì tôi sẽ cầm cái, tôi kéo vào đây. Thế là tự khắc nó sẽ khác biệt nhiều ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ kéo lên một tí nữa. Đó, đây gọi là tạo hình thôi. Và tất nhiên là cái việc tạo hình thì nó phải cần nhanh. Nhìn không? Còn nếu không thì bạn có thể ấn vào Ctrl Z lại. Bạn là thầy ơi, em muốn tạo hình tất cả cái này là hình tròn thì có được không ạ? Hình vuông có được không ạ? Hình vo góc có được không ạ? Thì bạn nhìn chọn ở đây. Nó không xuất hiện đúng không? Không xuất hiện để vo góc cho mình. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là có một cái lệnh effect của chúng ta, đó là cách làm vo góc toàn bộ tất cả đối tượng. Chọn vào effect, chọn vào style và chọn vào round color, chính là tạo ra vo góc. Và khi tôi tích vào đây phát thì tất cả những đối tượng nó vo góc hết. Làm này rất là nhanh. Chúng ta sẽ hạ thấp xuống và cái này tôi sẽ chọn vào số 1. Cái này sẽ là số 2. Mọi người nhìn lên chưa? Đây là cách tạo hình này. Và thấy nhưng mà em lại thấy là rằng là những cái này nó bị vụn quá. Em muốn nó đơn giản không? Vậy thì xóa cái này, giống như vừa rồi tôi vừa xóa cho các bạn xem cái hình kia ấy. Tôi xóa nhảy và tôi lấy một hình này và tôi kéo ra. Mọi người hiểu cái cách tạo hình nhỉ? Và khi tạo hình như này thì bạn yên tâm điều rằng nó sẽ rất là dễ dàng để dễ đẹp. Mà chúng ta tự chủ động trên toàn bộ tất cả những thiết kế của chúng ta, thích nhau thì nó sẽ được như vậy. Thì đây gọi là tạo hình bằng khung vuông nhưng lại trong mặt nạ của đối tượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ học về cách gọi là hình vuông của chúng ta làm sao. Vậy hình vuông chúng ta có thể cách điệu và biến đổi được không? Đây, Ctrl C, Ctrl S. Chúng ta sẽ chọn một cái màu. Sau khi mà đã chọn một cái màu xong thì các bạn nhớ một điều rằng tôi chọn một cái hình vuông và bắt đầu tôi sẽ chơi một trò như sau, là tôi sẽ biến đổi nó. Ví dụ, tôi chọn vào Effect, tôi chọn vào Distort Transform và tôi chọn vào biểu tượng là biến nó trở thành một bông hoa. Nhưng nó ở dưới dạng là số 4 cạnh bởi vì cái hình vuông của tôi chỉ có 4 cạnh thôi. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi sẽ trang trí bằng cách tôi đặt vào đúng vị trí. Các bạn có thấy là khi thiết kế cho một sản phẩm về cho trẻ con hay là cái mỹ phẩm gì đó thì mình có thể trang trí theo cách như này. Và tiếp theo là khi ấn vào đây thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B thì phóng to ra, thì tôi sẽ phóng to ra một tí. Và tôi sẽ giảm cường độ đi, ví dụ 50%. Lúc này chọn đối tượng số 1, giữ Shift chọn đối tượng số 2. Tôi có hai cái này và group lại bằng Ctrl G. Giữ An, copy ra bên này. Giữ An, copy ra bên này. Mọi người nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải làm ra cái tính chất trang trí.
Bởi vì có nhiều người khi thiết kế tính chất trang trí rất yếu, hiểu không? Đấy, trang trí nó vẫn là hình vuông thôi, nhưng mà bản thân thì nó chỉ có mỗi cái lệnh thêm, đó là vẽ một hình vuông, effect, distort transform và biến đổi nó. Có nghĩa là biến cái này nó trở thành hình bông hoa. Nếu mà cái này chúng ta có 5 cạnh thì trở thành bông hoa 5 cạnh, có 6 cạnh thì trở thành bông hoa 6 cạnh thôi. Đấy. Và sau khi này thì các bạn sẽ phải nhớ lại một tí nữa là khi tạo hình cho sản phẩm thì thường thường nó phải đi theo hình gì. Ví dụ tôi muốn là đi theo hình dựng sóng thì có được không? Thì bạn nhìn này, công cụ của chúng ta là P cộng là pen cộng. Chúng ta học cái này rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây và tích vào điểm giữa giúp tôi. Sau khi tích vào điểm giữa thì chúng ta dùng công cụ Shift C, là công cụ bẻ cong, là pen cuối cùng. Câu chuyện là của cái này là bài cũ, chúng ta sẽ cầm lên chúng ta kéo vào đây này. Thì các bạn sẽ thấy là cái này nó lượn sóng. Và tất nhiên là khi lượn sóng thì tôi chọn 1, tôi chọn 2, tôi chọn 3, tôi đặt ở đúng vị trí cần thiết. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất hợp, bởi vì đây là tính chất trang trí ở một góc. Nhìn đúng không? Nó sẽ rất ổn. Sau đó tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì chúng ta sẽ đẩy đối tượng này lên. Tôi gõ vào đây là 50%. Đó, các bạn nhìn được không? Nó rất là dễ tạo ra những cái form thiết kế mà dễ bắt mắt. Và cái này các bạn chỉ cần thêm cho tôi vài cái đường nét là xong rồi. Câu chuyện của chúng ta đặt ảnh vào đây là xong. Đấy, thiết kế là như vậy. Tiếp theo, cũng tương tự như vậy, với hình vuông của chúng ta đã biến đổi. Tôi nói lại cho bạn một lần nữa là tôi sẽ vẽ một cái hình, đó là hình gì? Đây, biến trở thành bông hoa nhá. Nào, chọn vào effect, chọn vào distort transform và chọn vào biến đổi thành bông hoa. Nhìn không? Thực ra bản chất của bông hoa nó chính là hình vuông. Bản chất bông hoa nó có thể là hình tròn. Vậy tôi hỏi bạn, nếu tôi ấn OK nhanh, tôi được bông hoa thì tôi có thể phóng to cái này ra được không ạ? Tôi phóng to bông hoa ra và tôi cắt dao nhanh được không ạ? Tôi cắt dao với cái hình của tôi được không ạ? Vậy thì có phải tôi tạo ra một cái bố cục nhảy không em? Cho cái khung hình để thiết kế thôi không ạ? Thì như này nó sẽ đẹp hơn nhiều so với phiên bản là bạn dùng một hình tròn. Cũng có thể là bạn dùng hình vuông, nó sẽ không được mềm mại như này được. Bắt đầu tôi sẽ làm như sau. Để muốn cắt dao giữa nét và để muốn cắt dao giữa một đối tượng mang hiệu ứng và đối tượng như bình thường thì bắt buộc là cái đối tượng mang hiệu ứng effect đó bạn phải phá vỡ đi. Mà phá vỡ thì bằng cách nào? Chúng ta chọn vào object và chúng ta chọn vào pattern, là cách phá vỡ hiệu ứng của đối tượng. Khi phá vỡ hiệu ứng đối tượng xong thì các bạn đối tượng này trở thành đối tượng thường rồi. Nên bạn yên tâm một điều rằng tôi chỉ cần chọn 1, chọn 2 và dùng công cụ Shift M loại trừ đi phần thừa. Các bạn nhìn thấy tôi đã tạo hình ra một cái mới rất là nhanh. Và cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B và tôi đẩy đối tượng sang bên tay phải một tí như này chẳng hạn. Tôi gõ vào đây là 50% thì các bạn sẽ thấy là tôi đã làm xong. Và tất nhiên là bên này tôi sẽ chọn vào File, tôi chọn vào Blade. Tôi sẽ đặt một cái thiết kế, ví dụ tôi chọn một cái thiết kế như này, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2, Ctrl số 7. Mọi người nhìn thấy ghê chưa? Nó vẫn chỉ là bài cũ thôi, nhưng mà cái hình là hình mới nha. Rượu thì cũ nhưng mà bình mới thôi. Đây là bình này, đây là bình mới này. Và các bạn nhớ một điều rằng là với cái hình vuông như vừa rồi ấy, thì người ta mới tạo ra hình tất cả những phiên bản thiết kế như này. Bố cục hình vuông, bố cục hình tròn, bố cục hình tam giác. Ví dụ sau này khi mà các bạn thiết kế mà các bạn muốn tạo ra những biểu tượng về sọc xếp các thứ thì bạn sẽ làm rất là đơn giản như này thôi. Ví dụ tôi vẽ một hình này. Tạo hình thì thằng này nó nhanh lắm. Ok, chọn vào object, chọn vào path và chúng ta chia. Lúc này tôi chỉ chia theo chiều dọc thôi. Chia đôi, chia 3, chia 4, chia 5. Bạn muốn chia 5 nhẹ thì bạn sẽ giảm cái cường độ xuống cho tôi là 1. Các bạn nhìn đi nhá. Sau khi đã có một xong thì các bạn có thấy là nó đã chia đều rồi không? Và chia đều rồi thì chúng ta mới làm một cái trò như sau, là chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta đẩy lên trên, nó có ngắn dài. Cái này nó có ngắn dài mà. Ok, và chúng ta sẽ chọn ở đây. Và sau khi làm xong thì tôi quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và tôi bắt đầu tôi chơi trò là xoay này. Các bạn nhìn không? Cầm đối tượng thì kéo lên trên. Và tất nhiên là sau khi mà đã đến đây rồi thì bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ quét qua và loại trừ tất cả phần thừa bên ngoài bằng công cụ Shift M. Tạo hình hình vuông nó cực kỳ nhanh.
Và sau khi tôi quét xong này thì đối tượng tôi đang rời nhau thì tôi lại phải chọn vào object và lại chọn vào call power path control số 8. Lúc này chúng ta chỉ cần quan tâm đến lệnh chia, lệnh control số 8 và sau đó để đưa ảnh vào là câu chuyện của chúng ta đã xong một bản thiết kế mới. Ví dụ tôi chọn vào cái không gian, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và control số 7. Mọi người thấy không? Có nghĩa là cái tạo hình bằng hình vuông này của chúng ta rất là nhanh. Và với cái sự biến đổi hình vuông thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta đã làm được 1, 2, 3, nhìn thấy chưa? Bây giờ thời gian còn lại chúng ta sẽ ngồi, chúng ta sẽ thực hành với những cái bài đầu tiên cơ bản là những cái này cho tôi. Đầu tiên là hình cong này, qua từ đây. Sau đó các bạn sẽ đến là chia độ thì bạn hiểu với cái cách chia này. Tiếp theo đến đây này. Sau bắt đầu đến hình vuông thì hình vuông bắt đầu là chúng ta lợi dụng cho việc chia cột ra để thiết kế. Thứ hai, tạo ra bố cục. Thứ ba, trang trí. Thứ tư là hình vuông trong mặt nạ. Thứ năm là chia theo chiều dọc và xoay. Thứ sáu là biến đổi hình vuông qua effect. Và tiếp theo là biến đổi hình vuông qua effect và biến thành bố cục khung hình. Đấy, thì đây là hình vuông dạng cơ bản đầu tiên mà chúng ta nhập môn là những cái môn này. Sau đó để đến buổi sau thì bắt đầu lại tiếp tục với những cái bài là đi sâu từng bài một. Bài hình vuông tôi sẽ thiết kế là sao. Ok, bây giờ các bạn sẽ làm ngay cho tôi, thực hành lại. Còn chuột shift h, chúng ta sẽ thực hành lại.